mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Năng động, trẻ trung, linh hoạt thì luôn là những điều đầu tiên mà mình nghĩ đến khi nhắc đến Acer. Và ở đây thì mình đang có một mẫu laptop Acer Swift 3 phiên bản mới nhất. Đây. Và hãy cùng mình đồng hồ xem phiên bản mới nhất này có những gì nhá. Tên đây sẽ là phiên bản Acer mới nhất và ở đây thì mình đang có là màu hồng cam. Còn theo như trên hộp ghi thì ở đây ghi là melon pink. Melon thì là quả dưa hấu đúng nhỉ? Watermelon mà thì mình nghĩ sẽ là đỏ cam, nhưng mà ngoài thì mình thấy nhìn thấy nó là hồng cam hơn. Và màu này thì khá là đẹp. Và bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu xem mẫu laptop này có những gì nhá. Rồi, phiên bản mới nhất của năm nay sẽ là màu hồng cam. Và ở phân khúc laptop dưới 20 triệu, màu sắc cho các bạn lựa chọn không quá đa dạng, chủ yếu là sẽ chỉ có màu đen hoặc là màu trắng. Vì thế thì với một màu sắc hoàn toàn tươi mới, phiên bản mới nhất của năm nay này chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho các bạn nữ. Và chắc chắn cũng là thêm một sự lựa chọn quà tặng cho các bạn nam nhân dịp lễ Valentine sắp tới. Và hướng đến đối tượng là học sinh, sinh viên, dân văn phòng với mức giá chỉ khoảng là hơn 17 triệu đồng. Thiết kế máy được làm từ hợp kim nhôm và magie, giúp bền hơn gấp 4 lần và nhẹ hơn gấp 35 lần so với hộp kim nhôm thông thường. Trọng lượng của mẫu laptop này chỉ có khoảng là 1,19 kg, độ mỏng có 15,95 mm, rất là dễ dàng cầm bằng một tay này, làm việc được trong mọi môi trường dù là các bạn đang đứng hay là đang ngồi. Mỏng, nhẹ, dễ cầm, dễ di chuyển là yếu tố hàng đầu mà Acer đem đến cho người dùng. Và về phần lớp sơn bao phủ máy thì ở bên ngoài sẽ là toàn bộ màu hồng cam, sờ vào ở đây khá là thích tay và với chất liệu này các bạn sẽ không lo bị bám vân tay lên máy và sẽ không phải vệ sinh máy quá nhiều và vẫn giữ được laptop của mình luôn trong tình trạng là sạch sẽ. Mở máy ra thì bên trong bản lề vẫn được đặt trải dài ở chính giữa, vẫn giữ tôn màu hồng cam và dòng chữ Swift đặc trưng và nổi bật của dòng laptop này. Bản lề này thì rất là chắc chắn các bạn sẽ phải dùng hai tay mới có thể mở được chiếc bản lề này ra và có thể mở ra được là một góc 180 độ như thế này. Và đối với bản lề này thì sẽ là rất phù hợp cho các cuộc họp nhóm này, thảo luận nhóm cũng như là khi trao đổi thông tin với cả người đối diện, các bạn sẽ không cần phải quay hẳn chiếc laptop của mình lại. Về phần màn hình thì sẽ là màn hình tràn viền rất là bắt kịp xu hướng với cạnh viền mỏng chỉ có 5,5 mm. Màn hình là màn hình 14 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS LED LCD. Chất lượng hình ảnh hiển thị sẽ vô cùng sắc nét. Tỷ lệ màn hình thì so với máy đạt đến hơn 82%, cho phép các bạn nhìn góc rộng với nội dung nhiều hơn. Phần cạnh trên thì vẫn được trang bị webcam và một thứ cực kỳ cần thiết trong mùa dịch này. Ở đây thì máy sẽ được sở hữu Intel Core i5-1135G7 với 4x8 luồng, RAM 8GB, ổ cứng 512GB. Đồ họa tích hợp Iris Xe Graphics có thể xử lý mượt mà mọi tác vụ văn phòng, giải trí như là Word, PowerPoint, Excel, trình chiếu, họp online qua Zoom rất là thoải mái và hoàn toàn có thể phù hợp đối với chiếc laptop này. Tiếp theo về cổng kết nối, theo mình sẽ là khá đầy đủ đối với một mẫu laptop mỏng nhẹ khi ở đây chúng ta sẽ có đến hai cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một jack audio combo, một cổng nguồn và một cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt 4 mới nhất với khả năng đọc ghi lên đến 40GB và sẽ hỗ trợ sạc hai chiều truy xuất hình ảnh lên đến hai màn hình là 4K. Ở đây thì đối với chiếc laptop này chúng ta sẽ có cả tích hợp Wi-Fi 6 cho tốc độ kết nối nhanh hơn 4 lần so với thế hệ trước này, loại bỏ độ trễ, giúp đường truyền internet đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Là sự kết hợp giữa hai màu, ở đây là màu đen và hồng cam, vì thế nên phần bàn phím cũng có màu đen vô cùng nổi bật. Phần bàn phím ở đây layout phím rõ ràng, cảm giác gõ phím thích, nhà hành trình phím sâu, các bạn sẽ không lo bị bấm nhầm một chút nào cả. Và chuyển xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có một phần cảm biến vân tay cũng là màu đen luôn. Touchpad thì rất là phù hợp với kích thước máy, khả năng tracking vừa phải, cảm ứng đa điểm. Ở hai phím bấm chuột trái và phải thì lúc các bạn ấn sẽ phát ra tiếng hơi to một chút, nhưng mà đây sẽ không phải là vấn đề gì quá to lớn cả. Về thời lượng pin, theo như hãng quảng cáo thì có thể lên đến 12 tiếng đồng hồ. Thêm vào đó thì còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh cho phép các bạn sử dụng liên tục 4 tiếng đồng hồ chỉ với 30 phút sạc. Cuối cùng thì sẽ là chính sách bảo hành 3S1 của Acer. Với chính sách bảo hành này thì các sản phẩm cao cấp như là Swift 3 sẽ được kiểm tra, này, bảo hành và gửi lại khách hàng trong thời gian ngắn là 3 ngày, nghĩa là tầm 72 giờ, bao gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật. Đặc biệt hơn nữa thì khách hàng sẽ được nhận sản phẩm mới cùng loại hoặc là tương đương một đổi một cho các trường hợp như là không hoàn thành bảo hành trong 3 ngày tính từ lúc nhận sản phẩm. Về đường link sản phẩm mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả video để cho mọi người click vào nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye!
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.